Chào mọi người! Chắc hẳn các bạn đã nghe đến bom tấn diệt sâu hại KEO-85. Sản phẩm này có tên hiệu cóc chúa 850 rồi nhỉ? Với thành phần cực mạnh từ Prophenophos, Alpha-Cypermethrin và Permethrin, cóc chúa 85 ly sẽ giúp bạn tiêu diệt sạch bọn sâu ăn lá, bọ xít, sâu vẽ bùa, bọ trĩ, dày nhện đỏ, v.v. Cách dùng cóc chúa 85 ly cũng dễ lắm. Lúa, rau màu, thanh long, pha 40-45ml cho mỗi bình 25 lít nước. Cây ăn trái, cây công nghiệp, pha 200-225ml cho mỗi khuy 200 lít nước. Khoai lang, tưới vào gốc cây với 400-450ml cho mỗi khuy 200 lít nước. Khi có bất kỳ vấn đề thắc mắc về cách diệt các loại côn trùng gây hại, quý nhà vườn hãy gọi về số điện thoại 0933067033 hoặc 0943025292. Đội ngũ kỹ sư nông học giàu kinh nghiệm sẽ tận tình tư vấn và hỗ trợ quý bà con. Trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ đi đến tận vườn để xem bệnh và hỗ trợ quý bà con. Ngoài ra, quý bà con có thể truy cập vào website kỹsuhuy.vn để xem thêm nhiều kinh nghiệm hay và kiến thức hữu ích hơn nữa nhé.